Hey, what's up anh em? Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series mini game. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một tựa game liên quan đến robot, đó chính là tựa game Toy War Robot The Resinosaurus. Trước tiên, để có một con robot thì chúng ta sẽ phải bật tiếng trang web. Tiếp tục, chúng ta sẽ bấm click tạo trứng. Bấm vào. Nói đi mày. Nói được không? Nói đi mày ơi. Hey. Mở ra. Rồi mở rồi. Wow, như kiểu trò chơi ghép hình anh em ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải lắp vào. Tắt tiếng có được không? Tắt tiếng thì đâu nghe gì cả. Ok. Cái gì đây? Chữ C. Ta có một chữ C. Để lắp được. Ở trên này. Hình mệnh. Wow. Cái gì đây? Cái mồm. Ok, đúng rồi đấy. Cái gì đây? Chữ C. Ta có một chữ C. Wow. Gì đây? Cái đinh. Có một cái đinh. Wow, đây là xương. Lại chữ C. Lại có một chữ C. Cái gì đây? Cái bánh xe. Có một cái bánh xe luôn. Tiếp tục. Khung xương. Khung xương. Đó. Wow. Cái gì đây? Mặt nạ cho sói. Lắp khẩn cấp. Khung xương. À đây là khung bọc. Một cái khung bọc của mình không có gì nói cả. Có sừng. Ok. Con này là bị cắm sừng đây. Cắm sừng này. Wow. Cái gì đây? Bọc cổ. Ok. Bọc cổ. Tiếp theo. Cái này là ấy rồi. Cái này là mảnh, mảnh các con để bảo vệ rồi. Ok. Con này khá là màu mè hoa lá. Gì đây? À đuôi. Ok. Gì nữa đây? À khớp đuôi. Khớp bảo vệ đuôi. Ok. Hợp lý đấy. Cái gì đây? Bảo vệ lắm vậy. À lông. Lông lá này. Gì đây? Đùi. Đùi này. Móng này. Sao con này trông tọt thế? Gì đây? Chuối à? Chuối này. Bộ lắp. À đây là kiểu cẳng tay ấy. Đây rồi. Cẳng tay. Bảo vệ đùi. Đó. Bảo vệ mắt cá chân. Bảo vệ xương khớp. Ok, bây giờ bảo vệ tay nữa là xong rồi. Được chưa? Bảo vệ. Ôi, bảo vệ lắm thế. Có cái đùi thôi mà. Mắt này. Rồi sao nữa? Color. Ok. Chúng ta sẽ tô màu một chút. Bé tập tô. Ok, mình thích màu đỏ. Mình sẽ để nó màu đỏ cho nó match. Quách. Lông à? Lông thì mà lông đen đi. Đó. Xuôi. Đẹp trai luôn. Này kiểu. Đó. Không. Này xấu quá. Lông màu hồng ấy. Nó làm tính. Không nhạt thôi. Ok. Khung này. Khung xương. Đó. Ủa màu vàng đẹp ấy. Ok. Bắp. À, màu đỏ đúng rồi. Đúng rồi. Màu đỏ đúng rồi. Tại cái chuối. À, chuối không ấy được à. Run. Ready, fight. Có định mệnh. À. Nhặt bánh, ơi, nhặt bánh răng. Nhặt bánh răng. Ok, nhặt bánh răng. Đâm cây có sao không? Rồi, không sao cả. Đi qua cây không sao cả. Thế mà từ nãy giờ mình cứ tránh cây à? Có định mệnh. Khó vậy. Ok fine. Ủa cứ chạy này thôi hả? À đến đích rồi. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục. Exercise. Chúng ta có bài tập gì đây? Tiến lên nào. Wow. Trông hãm hãm cái gì nhỉ? Lùi lại nào. Lùi lại. Tao không bảo là quay lại. Lùi lại. Game này hỏng rồi. Anh em cứ thấy để ý nó đi là cái lông này nó bị ấy không? Nó đang thở rồi. Thở như một con chó vậy. Trông chán không. Ok. Khả năng chiến đấu. Cái gì đây? Nó giống con gái đánh nhau vậy. Trông. Rồi. Gì đây? Gì đây? Dặn gì hả? À, bắn súng laser. Ok. Gì đây? Phòng thủ. Wow.
Đó là đè khá là hay anh em nhỉ. Gì đây? À quay đầu. Lùi được không? Ôi. Cút. Ok bây giờ mình sẽ quay lại và đánh bot nhá. Fight. Cái mong chờ. Wow. Red Doublehead Breed Pterosaur Raptor Triceratops Stego Spino. Thì hy vọng là anh em sẽ ủng hộ cái series này để mình quánh hết bọn này luôn. Rồi. Đây rồi. Ủa. Ủa, mình cứ tưởng mình con này. Rồi chúng ta sẽ cào nó cái đi. À. Nó không thủ này anh em này. Thốn rồi. Không hú được không? Mày làm gì? Đến mày đây. À, cắn tao à? Mày tuổi chim. Rồi, bây giờ đến tia laser rồi. Tia laser. Cái mẹ gì vậy? Con này là hồi sức à? Úi dồi ôi. Tia laser có được không? Wow. Nó phòng thủ kìa anh em. Chết bẩn vậy. Làm gì mày? À. Phòng thủ được không? Làm gì mình đây? Được hiếp dâm tao. À nó hồi lại mana, cái này mana, ok. Hồi mana nè. Hey. Don't kill me, please. Don't kill me. Cho mày quả này lại. Vả vào mồm. Cú đánh của con gái láo này. Úi dồi ôi. À nó không đánh không thầm lắm, ok. Yên tâm rồi. Mana. Ôi trời ơi, mình hết mẹ mana rồi. 50 mana này. Đó trời đụ. Mình cũng phải 10 mana thôi. Mình cho nó quả cuối cùng. Bắn nổ con tiêu đất kìa luôn. Trời ơi. Tao cào mày có được không? Mày à con. Cào yếu thế. Mana rồi kìa. Cào phát nữa đi mày. Cào mày được không? Ủa chưa chết hả? Ủa? À hình như còn máu vàng hay sao đấy. Có hai lần mộng của chết mẹ rồi. Thôi chết rồi. Phòng thủ. Don't be afraid. Làm gì đây? Rồi nó cắt mình rồi. Rồi ok. Ta lại hồi mana thôi. Mày hết mana rồi con ơi. Rồi. Bây giờ chắc chắn mày sẽ hồi mana luôn. Bây giờ chắc chắn mày sẽ hồi mana luôn. Úi dồi tỉa. Hay quá. Đấy. Bây giờ thì chúng ta lại def defend thôi. Đừng ăn tao đi. Ok định mệnh. Mày khôn vậy. Defend tiếp. Cắn bố đi. Cắn bố đi con. Ngoan cắn tao đi con. Hay quá. Úi dồi ôi. Tuổi xì tin. Rồi ôi. Bây giờ anh mới hồi mana này cu. À, không đau lắm. Ok. Hồi mana tiếp nào. Rồi. Mày chuẩn bị đón nhận cái lạnh của mùa đông đi con lợn. Cái lạnh của mùa đông. Vỡ đầu. Rau 20 rồi à. Nhanh thế. Ây da. Ok đấy, được. Bây giờ tao sẽ hồi sức tiếp. Để tao lấy thêm một cú bắn này nữa, tao bắn chết mày luôn này, con T-Rex. Đạn pháo, bazooka. À, defend được. Con này giỏi. Có tố chất, ủa chết mẹ rồi. Nó mà hồi lần này nó hồi là nó sẽ bắn chết mình luôn này. Tấn công đi con. Chết rồi. Phòng thủ gấp, nhanh lên. Nó bắn súng tấn công này. Cắn cụa con. Sai lầm tuổi trẻ rồi đấy. Sai lầm tuổi trẻ. Rồi. Tạm biệt cháu nha. Tạm biệt Gâu Mì Sa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Thỏ trắng xinh xinh này. Kiến sư nhà mày. Rồi ôi. Rồi ôi. Tuổi chim. Rồi. Ok thì tập sau chúng ta sẽ đánh Double Head Pterosaur. Wow. Là nó chỉ có con này thôi. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo.
theo thì anh em đừng quên nhấn like. Bình luận ở phía dưới. Skip mẹ đi. Nó vẫn là con ý, vẫn là con ý. Đừng, 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 đừng. Đừng bắt tôi up nó. Ok. Nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.